bỏ vô luộc. Trời ơi, ôi mẹ ơi, cái gì vậy? Em mới mua mớ trứng cút về hay luộc ra để rang me rồi ăn chơi mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người món trứng cút xào me nha. Đây, thì trước tiên là mọi người phải bắt nước sôi lên, để cho nước nó sôi rồi hãy bỏ trứng vô các bạn. Như vậy thì nó sẽ mau chín hơn. Rồi bây giờ là nước sôi đúng không các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy trứng cút bỏ vô luộc. Trời ơi, ôi mẹ ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi là trời. Không, rồi thôi tắt luôn, tắt nghỉ dẹp. Rồi đem đi nuôi luôn, tốn rượu tốn đồ luôn, đem đi nuôi luôn. Cái gì vậy trời, mau cái gì? Ôi là trời, có tin nổi không? Còn sao vậy? Thua, nuôi luôn rồi kìa, nó mới nở.